Tôi nói vài câu. Nghĩ. Khi nãy mọi người huấn luyện đó sao? Thái độ huấn luyện thế này, sau khi vào đám cháy, biết là sẽ gây hậu quả gì hay không? Hậu quả là bố mẹ các người sẽ khiêng quan tài của các người, còn chúng tôi thì đưa tang. Đồng thời phải nhớ kỹ, tính mạng của chiến hữu nằm trong tay của các người. Lâm Nghị, có, ra khỏi hàng. Nãy tôi nói gì? Tính mạng của mình nằm trong tay của mình. Tôi nói vậy hay sao? Tôi không bao giờ trao hy vọng sống cho người khác. Thấy người tự tìm đường chết mà chưa thấy ai cố đâm đầu vào bằng được thế này. Đó mới thực sự là ghé không sợ cọp. Ý của cậu là tôi nói không đúng phải không? Nghe nói cậu thi đứng nhất chi đội, mới vào phi báo đúng hay không? Đúng. Bây giờ cậu ở đội phi báo, cậu chắc mình có thể đứng nhất được hay không? Tôi đến vì điều này. Danh hạng nhất là nguyên tắc của tôi. Không lấy được thì sao? Không thể nào. Im đi. Thế này đi, cậu chọn một mục tùy thích. Tôi chọn một đội viên thi với cậu. Dám không? Tôi thắng thì sao? Cậu thắng thì không cần tham gia buổi huấn luyện của tôi. Thật à? Chọn đi. Giải cứu dưới giếng sâu, thi thời gian treo ngược. Nghĩ kỹ rồi hay sao? Phải. Được. Nếu cậu thua thì sao? Nếu tôi thua, tôi tự nguyện rút khỏi đội đột kích phi báo. Về đi. Được. Nhớ kỹ lời cậu mới nói. Đặc triệu. Có. Lên. Lâm Nghị, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Tôi không biết gì là hối hận hết. Có người may thật, nếu không gì có nhiệm vụ, không biết sẽ thua thảm thế nào. Người mới tốt số là chuyện thường tình. Anh Hầu, mình có gì nói đó nha. Thời gian Lâm Nghị giải cứu dưới giếng sâu ở trung đội đại học thành tôi có kỷ lục đó. Trương Hiếu Kỳ, cậu ngốc hay sao vậy? Thành tích ở trung đội đại học thành cậu cũng dám lấy ra so với đội phi báo hay sao? Ai ngốc chứ? Anh mới ngốc. 20 phút, sao nào? Trương Hiếu Kỳ, anh không đắc ý thì chết hay sao? Coi mấy người cãi nhau kìa, ai tốt số thì biết. Mọi người nói vậy là sao? Đặc triệu, anh treo ngược được bao lâu? Chuyện này phải xem tình trạng sức khỏe lúc đó. Thời gian thường dao động. Dao động thì cũng phải có một mốc nào đó chứ. Cậu muốn biết hay sao? Tôi nói nha. Đừng ai nói hết, dọa cậu ta nhũn chân. Chừng đó không thể tham gia giải cứu thì đổ thừa tôi mất. Đúng không má Lý? Thôi đừng có tán dốc nữa. Sắp đến nơi rồi. Tình hình là thế này. Bọn tôi đá bóng trong này, rồi bất cẩn làm rơi bóng vào khe hở khán đài. Bạn tôi thích thể hiện, cứ đòi chui vào nhặt. Kết quả bước hụt, rơi xuống dưới. Đặc triệu, chuẩn bị thực hiện giải cứu dưới giếng sâu. Cố lên. Được. Mau lên. Lâm Nghị, tôi muốn tốt cho cậu thôi. Tôi khuyên cậu bỏ vụ cá cược với đội trưởng Trịnh sớm đi. Không bỏ, tôi không thể chịu nhục thế được. Cậu đừng có căng thẳng quá, đưa cậu lên ngay thôi. Đội trưởng Trịnh, bác sĩ Diệp, nào cô xem. Bác sĩ Tiểu Diệp của anh kìa phải không? Gì mà của anh của tôi?
không quen thân. Nào, thấy khó chịu ở đâu? Chân tôi, chân của tôi. Đạt Triệu, thử phá vỡ diện tích nhỏ xem. Sao rồi? Thực sự không nhìn rõ, không thể xác định thương tích thế nào. Cơ mà kẹt ở trong lâu sẽ gây mất nước và thiếu oxy. Nếu ngạt thở thì sẽ rắc rối đấy. Báo cáo, tôi xin được tham gia cứu viện. Ở yên chờ lệnh. Một mình Đạt Triệu không được đâu. Tôi xuống thao tác cùng lúc với anh ta. Đạt Triệu lo truyền dịch, tôi băng bó. Cậu nắm chắc không? Chỉ đạo viên hết giờ thảo luận rồi. Muộn là không cứu được đâu. Hiện đó là cách tốt nhất. Lâm Nghị, đánh nhanh thắng nhanh. Dừng. Cẩn thận nhé anh Hùng. Tàu Mảnh, Đạt Triệu treo ngược lâu thế. Anh không lo hả? Rốt cuộc treo được bao lâu? Treo được bao lâu? Triệu Triệu nhà tôi bảo không được nói. Cho con số đi. Cho con số đi mà. 6 phút hả? Chị giống tôi còn gì? Cậu tới đây làm gì? Sợ anh không làm nổi. Này, chỉ giỏi giỏ mồm, chuyên tâm giải cứu đi. 60 phút. Lâm Nghị đã tới vị trí giải cứu. Người bị thương có vẻ sắp hôn mê. Lâm Nghị, phải băng bó cầm máu ngay. Có chỗ để băng bó không? Không thành vấn đề, cậu phải tiêm tĩnh mạch. Cô nói nhiều quá. Đạt Triệu, anh lau phần tim. Nhìn áo bóng của cậu là fan của Barcelona phải không? Thích Barcelona bao lâu rồi? Xem từ hồi bé. Cỡ 10 năm rồi. 10 năm? Thích bọn ngốc đó tận 10 năm hay sao? Anh hiểu gì? Đó là nghệ thuật. Nghệ thuật cái con khỉ khô. Bóng đá là gì? Bóng đá là đối kháng. Không đối kháng thân thể thì khác gì môn Kabaji chứ. Nhóc Lâm Nghị cũng không lỗi đó. Cố ý khích người bị thương để Đạt Triệu tim. Tôi đoán thôi. Đoán không được hay sao? Khôn lỗi thế này ai chả biết. Xong. Anh không phải là fan Barcelona. Vậy anh là fan của ai? Nói cậu nghe, tôi là fan của Real Madrid. Được rồi, kéo lên. Chậm chậm thôi. Nào, chậm thôi, chậm thôi. Chậm thôi, chậm thôi. Được, cho tôi hỏi, tình hình người bị thương thế nào? Chảy máu nhiều thế, không bị ngạt đã là kỳ tích rồi. Chỉ đạo viên yên tâm,